shop Shopee của mình này, thì không chỉ có ba lô gấu mà mình còn về được những mẫu ba lô này anh em ạ. Đây đó, ba lô thời gian đi chơi rất là đẹp luôn, kể đi chơi, đi học hay là đi dạo phố rất là đẹp đó. Không chỉ ba lô này mình còn về được mẫu ba lô này cơ đấy, còn mình về được hai màu, chính là màu xám và màu đen, đẹp lắm anh em ạ. Đấy, cũng này chơi, đi học và đi dạo phố rất là tuyệt vời. Ok, thì anh xin gặp video nữa nhá. Ai thông cảm với em vừa xuống núi đây, được vinh dự đứng mắt massage cho anh tới. Ôi trời ơi, tại vì đang hơi tối vừa ngơi mở ra. Ủa, thằng máy này chật thế nhở, hai người nhìn tới chật. Thế thì như thằng Nam thì chắc chỉ được tầm 1,5 người. Chắc chiều đi chạy thôi, chiều không đi sự kiện nữa, đi chạy thôi. Ra bơi bơi biển chạy 2-3 đòi quá thì... Sợ nói thật. Từ từ nhé, đang không có xe điện. Đấy, bố. Lại từ từ, mất công xuống lại từ từ. Anh tẻ, anh ơi, tôi thêm một gốc rồi. Quán xin chụp ảnh dàn xe để được rửa xe miễn phí. Đây, xe vừa rửa xong hơi xong. Giờ có mỗi không đạn chụp ảnh thôi. Dàn có spot nhìn sợ rồi. Anh em chuẩn bị di chuyển thôi.
anh yêu anh đi. Hả? Anh yêu anh đi. Chú mưa. Chú mưa. Em đi chú mưa. Đi vệ sinh để mưa luôn. Đây quay hộ. Đây anh quay hộ cho. Mưa đấy chỗ này ấm không? Mưa. Chỗ này có kín không? Có bị mưa không? Ô này là của 333 à? Ừ. Ở 33 là hãng bia. Không, mới bia Sài Gòn. 33 phải hãng bia đâu? Của Sài Gòn. À dạ. Ai đồ? À đây Sài Gòn á. Ai đồ vừa đi đâu về đấy? Mình không, em vừa đi vệ sinh. Có nhiều bia quá. Ai đồ? Sài Gòn. Có sao? Không thấy đâu, chụp ảnh không thấy đâu luôn. À Sài Gòn. Sài Gòn là bia à? Không, nước tao lưng. Chưa uống loại này bao giờ. Thì em anh làm thử gì? Anh bảo. Đây là em cho vui nha, có chuyện. Ở đây có cả cáp treo à? Idol Tân Lê đang làm gì ấy? Alo. Đi uống bia cùng được với idol thế à? Idol lần đầu đi tour cùng đội đúng không? Vâng ạ. Thế hơi nghiêm túc ạ. À thế à, hơi nghiêm túc à? Thôi tối nay đừng có nghiêm túc nhá. Tối nay cứ quẩy mạnh à. Thảo đi ăn rồi. Chúng ta đây không biết làm cái gì. Mình Em vào đây, đây, chỗ này có trống. Lên anh ơi. Lên anh ơi. Ủa, lên đi. Thôi anh ơi. Anh lên đi. Nhưng mà anh đừng bốc đầu nhá. Ai đó tới trải trải nghiệm mà bốc đầu. Bốc một đen đây. Này cứ mà bốc. Đấy nặng quá đéo lên rồi. Đấy thật đau gì. Thì tham gia sự kiện như này chẳng làm để mất rồi anh em ạ. Để anh em nhìn này. Khách VIP ngồi vỉa hè. Chả đâu. Không một giọt nước nào sợ thật. Em lên đây sợ mày. Lên đây. Nhìn ba bữa. Ba bữa. Nhìn anh ba bữa. Quay xin được xin biểu diễn trên sân khấu cùng Nevermind, ca khúc có tựa đề Nếu điều đó xảy ra. Tôi đã làm cái gì rồi đấy? Tự dưng dính với nhau đấy. Anh em ngại. Chúng ta là thầy và cô là bộ mô tô miền Bắc của chúng ta. We'll be right back.
được, được, ok. Những cái con đường trước là con đường không tên mà chúng tôi đã đi hay. Trường chụp ảnh hôm nay là bù nữa, hôm qua là định đi dạo phố phát mà hết cả pin, lại đi vòng 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 tí xong về buồn lắm. Nhanh tới nhá, về mẹ mày ỉa thối quá, mẹ mày ỉa thối quá. Mẹ tao định đi vào đi vệ sinh thối quá. Đi biển ăn toàn hải sản đấy, vào không thối thì thơm à? Ở đây anh em nào đi vệ sinh có thơm không? À, anh đi vệ sinh thơm không? Cứ làm công nhận thối thật. Thiên mà phải lâu. Ủ lâu thôi chứ không phải thối. Ê, giờ di chuyển đấy ạ. Trời nóng kinh khủng. Rồi anh em ra khỏi trường chụp ảnh rồi sẽ đi về di chuyển về. Phương pháp là ép khí ra ngoài. Đóng mở cửa cho nó hay. Ông nào đi vệ sinh mà ác thế? Thế phải có cái cửa mở, có mở 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 cửa chưa? Nó mở đâu? Hè thế thì mở thế thôi chứ mở cửa. Hè thế thì năm sau nó mới xong. Thôi rồi.
đấy nghe mới chạy ra chỗ quảng trường làm kiểu ảnh đấy nhỉ, quảng trường Hạ Long ấy. Thank you.
Book all the cages, no, I will sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time.